Bây giờ chúng ta sẽ thử phát sinh thêm một yêu cầu như thế này. Tôi sẽ quay lại máy ảo của chúng ta. Thì với yêu cầu này tôi cũng đã đề ra với các bạn. Ví dụ như tôi chọn vào drink coffee, tôi chọn vào coding. Thì khi chúng ta nhấn vào icon delete, hai công việc này sẽ bị xóa. Và trước khi tôi muốn xóa hai công việc này thì một hộp thoại sẽ hiển thị và yêu cầu người dùng họ chọn vào chắc chắn muốn xóa hay là không xóa. Bởi vì đối với việc xóa dữ liệu, đây là một vấn đề khá nhạy cảm, do đó chúng ta cần phải hỏi lại từ phía người sử dụng. Và hiện tại khi tôi click vào icon delete thì hai phần tử này nó đều bị xóa và không có hiển thị một hộp thoại yêu cầu xác định lại từ phía người sử dụng. Như vậy bây giờ tôi muốn bổ sung thêm chức năng vừa rồi thì chúng ta cần phải thực hiện ở đâu? Tôi sẽ quay lại main activity. Thì với việc tách chức năng chọn nhiều phần tử và xóa nhiều phần tử trong tập tin list view task multi choice, bây giờ nếu như muốn bổ sung yêu cầu thì các bạn thấy chúng ta chỉ cần di chuyển vào tập tin này để chúng ta bổ sung. Tôi nhấn Ctrl và tôi click vào nó. Chúng ta sẽ tìm kiếm đến vị trí xóa phần tử và nó nằm ở đây. Cụ thể hơn trong trường hợp error.id action multi delete, thay vì chúng ta xóa trực tiếp như thế này thì chúng ta sẽ tạo ra một alert dialog chẳng hạn, và alert dialog này sẽ có hai bút tông chấp nhận và bút tông từ chối. Khi click vào bút tông chấp nhận thì các phần tử được chọn nó mới bị xóa. Như vậy tôi sẽ viết như thế này. Đầu tiên thì tôi sẽ viết trực tiếp ở đây luôn. Sau khi chúng ta hoàn chỉnh chức năng rồi thì chúng ta mới tách nó ra. Như vậy tôi sẽ gọi đến alert dialog. Tiếp tục builder. Tiếp tục tạo ra đối tượng builder, nó bằng với new alert dialog gọi đến builder. Và chúng ta cần truyền vào đây. Các bạn hãy thử xem. Tôi sẽ hơi chuột vào đây. Chúng ta click vào nó. Chúng ta cần truyền vào đây một content. Như vậy content trong trường hợp này là giá trị gì? Tôi thử truyền vào activity. Chấm phẩy. Không có, không báo lỗi xảy ra. Tiếp tục tôi thiết lập phần tiêu đề, gọi đến phương thức là set title. Ví dụ phần tiêu đề của tôi sẽ là multi delete. Tiếp tục là phần nội dung ở bên trong của alert. Phần nội dung tôi sẽ đưa vào rằng bạn có chắc chắn xóa các phần tử này hay không. Tiếp tục chúng ta có thể bổ sung thêm một icon builder, gọi đến set icon rowable error.rowable, và tôi sử dụng đến icon menu multi delete. Có tiêu đề, có nội dung, có icon. Bây giờ tôi sẽ thử cho nó hiển thị ra alert dialog. Tiếp tục tạo ra một đối tượng bằng với builder ở phía trên, chúng ta gọi đến phương thức create. Để nó hiển thị thì alert chúng ta gọi đến phương thức show. Và phần xóa các phần tử ở phía dưới tạm thời chúng ta đóng nó lại. Bây giờ tôi thực thi lại để xem khi chúng ta click vào multi delete, phần alert dialog của chúng ta nó đã hiển thị hay chưa. Tiếp tục mở máy ảo của chúng ta lên, chọn vào drink coffee, tôi nhấn delete thì các bạn thấy alert dialog nó đã hiển thị. Và nếu như các bạn muốn custom lại phần giao diện của alert dialog thì chúng ta cũng đã được học rồi, do đó tôi không trình bày lại. Bây giờ tôi sẽ bổ sung thêm hai nút nhấn là nút nhấn OK và nút nhấn cancel. Do đó tôi tiếp tục quay lại đây. Về alert dialog thì chúng ta cũng đã được học ở chương học thứ tư. Ở đây tôi cũng nhắc lại cho các bạn nắm. Tôi gọi đến Positi button. Tiếp tục tiêu đề của nó là gì? Ví dụ OK là chúng ta muốn xóa. Tiếp tục tham số thứ hai, dialog on list listener. Khi click vào nó thì nó thực hiện công việc gì? Ở đây là chấm phẩy. Đây là button OK rồi. Chúng ta tiếp tục với button cancel. Narrative button. Phần tiêu đề tôi sẽ để là button cancel.
cũng là new on lead listener. Khi lead vào bút tông cancel thì chúng ta chỉ cần đóng dialog lại. Như vậy ở đây sẽ là dialog, chúng ta sẽ gọi đến phương thức cancel. Còn trong trường hợp khi lead vào bút tông OK thì chúng ta tiến hành xóa các phần tử được chọn và xóa các phần tử chúng ta đã có ở phía dưới. Tôi mở các nội dung này lên, cắt nó, đem nó vào đây và chúng ta xem lại. Và ở đây mod nó chưa hiểu, chúng ta nhấn Alt Enter tạo ra thành final. Hiện tại ở đây nó thêm vào final, chúng ta không quan tâm. Chúng ta kiểm tra lại, thu gọn các mã nguồn ở phía dưới. Và bây giờ tôi thử thực thi lại để xem bút tông OK và bút tông cancel đã hiển thị hay chưa. Tiếp tục chúng ta kiểm tra. Bây giờ tôi chọn Ring Copy, click vào đây thì rõ ràng chúng ta đã có bút tông OK và bút tông cancel. Tôi click cancel thì nó không xóa. Delete, tôi nhấn OK thì rõ ràng các bạn thấy phần tử Ring Copy nó đã bị xóa. Tiếp tục tôi thử chọn vào coding, chọn vào Play Football, tôi nhấn Delete, tôi chọn Cancel thì nó không xóa. Delete lại, tôi chọn OK thì hai phần tử đó đã bị xóa. Như vậy thì Alert Dialog chúng ta đã tạo ra thành công. Và thay vì chúng ta đặt nó trong trường hợp là Action Multi Delete thì tôi sẽ tiến hành tạo ra một phương thức riêng để sau này chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta tiếp tục vào phương thức đó. Như vậy ở phía dưới, ở đây tôi sẽ tạo ra một phương thức, ví dụ như hiển thị Alert Dialog, và chúng ta chưa biết phương thức này cần nhận vào các tham số gì. Sau đó tôi di chuyển toàn bộ nội dung này, chúng ta cắt tất cả các nội dung này đem vào đây. Và ở phía trên chúng ta chỉ cần gọi đến phương thức là Show Alert Dialog. Final ở đây, tôi bỏ nó đi. Tiếp tục tôi kiểm tra ở phương thức show phía dưới, không có thông báo lỗi xuất hiện gì cả. Chỉ có một giá trị mod là nó thông báo. Do đó phương thức này chúng ta nhận vào một action mod. Tiếp tục tôi đặt ở đây là biến mod, vẫn còn hiển thị thông báo lỗi. Tôi click vào đây, Alt Enter, Final, không còn thông báo lỗi nữa. Và tôi đóng phương thức này lại. Như vậy thì các bạn thấy trong phương thức On Action Item List chúng ta đã tạo ra được Show Alert. Và các mã lệnh trong đây nó cũng đơn giản và ngắn gọn hơn. Ở đây vẫn còn hiển thị thông báo lỗi, do là vì Show Alert của chúng ta phải nhận vào một Action Mode. Tôi copy, tôi đưa vào và tôi thử thực thi lại. Tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra lại. Tôi chọn vào Ring Copy, Delete, tôi nhấn ở phía ngoài. Thì khi nhấn ở phía ngoài, Alert Dialog của chúng ta nó đã bị tắt đi. Nếu như chúng ta muốn rằng khi click ở phía ngoài Alert thì Alert cũng không bị tắt đi. Đây cũng là một thuộc tính mà chúng ta cũng đã được học. Tôi chỉ cần quay lại phương thức Show Alert ở phía dưới. Ở đây Alert, tôi sẽ gọi đến phương thức là set cancel on put outside. Có nghĩa rằng khi click vào vùng ngoài của alert thì chúng ta có muốn cancel hay không? Tôi không muốn, do đó tôi đưa vào giá trị false. Và tôi tiếp tục thực thi lại. Tiếp tục quay lại máy ảo của chúng ta. Chọn vào Ring Copy, nhấn delete, nhấn phía ngoài. Thì cho dù chúng ta có nhấn ở phía ngoài thì alert nó vẫn còn hiển thị. Tôi nhấn cancel thì không bị xóa. Tiếp tục tôi nhấn OK thì phần tử Ring Copy nó mới bị xóa. Tôi chọn Kit Maker, Coding, Play Football, tôi nhấn Delete, tôi nhấn OK thì rõ ràng chức năng xóa chúng ta đã thực hiện thành công. Và chúng ta cũng bổ sung được thành phần Alert Dialog. Như tôi đã nói với các bạn, việc kết tâm lại phần alert này chúng ta đã được học và chúng ta đã quá rành về nó rồi. Chúng ta đã có những trường hợp phức tạp hơn về kết tâm lại alert. Cụ thể hơn, ở những video đầu tiên thì chúng ta đã kết tâm được alert trong việc hiển thị thông tin chi tiết của một công việc.
Do đó bây giờ việc kết tâm lại Alert Dialog để tạo ra một phần giao diện xác nhận OK Cancel, nó không có gì khó khăn với chúng ta. Do đó các bạn cần tiếp tục thực hiện để ứng dụng của chúng ta nó trở nên đẹp hơn và bắt mắt với người sử dụng hơn.